Phía Hòa Minzy nói gì sau khi Virus nhận xét Hòa Minzy hát yếu, giọng mờ nhạt trong MV mới? Nếu như sản phẩm Comeback mang tên Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minzy những ngày qua đang trở thành bản hit gây bão V-pop thì mới đây, một hot streamer Virus đã có những chia sẻ khá thẳng thắn về giọng hát cũng như con đường sự nghiệp lâu dài của giọng ca rời bỏ. Về phần âm nhạc, Virus thẳng thắn nhận xét giọng hát của Hòa Minzy yếu, không hợp với nhạc sĩ Miss Zero, khiến cho vai trò của cô trong bài hát bị mờ nhạt. Còn về phần MV, Virus khẳng định sản phẩm quá thành công về mặt giá trị ý tưởng, câu chuyện lịch sử. Nhưng chính vì điều đó khiến cho giá trị về phần audio bị đánh giá thấp. Nam streamer cho rằng Hòa Minzy cần phải có định hướng kỹ càng trong tương lai, cũng như cần tách biệt được sự thành công của MV và audio. Bởi theo anh, nếu vẫn tiếp tục trở lại với một sản phẩm có phần MV lấn át audio thì giá trị của ca sĩ là hoàn toàn không có. Liên hệ với phía Hòa Minzy, đại diện nữ ca sĩ từ chối, nêu ý kiến về phần đánh giá của Jackson của Virus vì muốn tôn trọng cảm nhận cá nhân của mỗi người về dự án lần này. Tuy nhiên, với quan điểm mà Virus nêu ra rằng sản phẩm thành công đến từ ý tưởng và đa phần là từ ý nghĩa câu chuyện MV khiến cho phần giá trị audio bị thấp, hay câu chuyện tách biệt thành công về mặt hình ảnh, câu chuyện với thành công về phần audio, âm nhạc, phía Hòa Minzy cho biết, điều này còn chờ đánh giá của khán giả sau khi nghe riêng cả hai phần audio và video để cảm nhận. Ngay từ đầu, dự án Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp là sự kết hợp giữa câu chuyện MV và audio mới tạo ra được bản hoàn chỉnh của một sản phẩm âm nhạc như hiện tại. Khán giả thưởng thức, không có sự tách biệt nào hết. Thành quả là phải cả từ hai yếu tố tạo nên. Mỗi cái đều bổ trợ lẫn nhau nên không thể phân chia rõ phần trăm tạo nên thành công là bao nhiêu, tất cả đều bằng nhau. Nếu thiếu cái này hay cái kia sẽ không tạo nên sự thành công mà mọi người đã thấy từ dự án Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp. Khi được hỏi thêm rằng nếu một MV quá thành công về mặt hình ảnh, thương mại, làm lu mờ phần âm nhạc thì giá trị ca sĩ nằm ở đâu và liệu rằng dự án MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp có trở thành một tiêu chuẩn, một cái bóng quá lớn cho các dự án sau hay không? Đại diện của nữ ca sĩ Hòa Minzy cho biết nếu sản phẩm âm nhạc quá tệ thì nó sẽ không làm nên một thành công của hình ảnh được. Sự chênh lệch giữa hai phần này cũng không nhiều. Chỉ ít sự thành công của MV sẽ giúp nghệ sĩ có thêm một bước nhảy vọt so với lúc trước và còn tùy vào người nghệ sĩ sau đó truyền tải âm nhạc như thế nào, theo hình thức khác nhau như thế nào. Hiện tại chúng tôi chưa thể tiết lộ quá nhiều, tuy nhiên, ngay từ sau khi dự án rời bỏ, chúng tôi đã có những kế hoạch rõ ràng và định hướng phát triển những sản phẩm tiếp theo của Hòa Minzy để gửi đến khán giả. Còn dự án lần này là một điều vô cùng đáng mừng. Điều đó khán giả sẽ có cái nhìn khác về những sản phẩm âm nhạc của Hòa Minzy. Trước đó, trong talk show 360 độ soi để quảng bá cho MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Hòa Minzy đã lần đầu lên tiếng chia sẻ về những ý kiến trái chiều của khán giả về phần thể hiện ca khúc. Theo đó, cô cho biết, trước khi phát hành, Hòa có nói chuyện với anh Mistero và hỏi rằng anh đã ưng bản thu âm master chưa, có cảm thấy nghe bị mệt hay bị vơi hay không. Hòa nhận được câu trả lời từ anh là bản thu âm cuối cùng là bản anh ưng ý nhất rồi. Với nhạc của anh, khi Hòa hát thì phải khác so với những ca khúc ballad trước đây mà Hòa từng thể hiện. Nhưng phải hát như thế mới ra được chất nhạc của anh Mistero. Anh còn nói rằng khi làm việc với anh phải xác định rằng sẽ có ý kiến trái chiều như thế. Các ca sĩ nữ trước kia cũng phải đến bài thứ 2, thứ 3 thì mọi người mới đón nhận. Vậy nên hy vọng rằng sẽ có lần tiếp theo kết hợp thì sẽ được ra những sản phẩm tốt hơn.